Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiên IQ. Giờ mình là Tiên đây. Tiên thì hôm nay mình sẽ làm món đùi gà và cánh gà nướng nha mấy bạn. Nướng ngũ vị á, ghê chưa. Mấy bạn ơi, lâu quá thì mình cũng không ăn đùi gà với cánh gà nha mấy bạn. Ở đây thì mình có 5 đùi và 5 cánh. Mình sẽ ướp ngũ vị, đó chính là những gia vị bình thường của mình đây mấy bạn ơi, chứ không phải là sơn hào hải vị gì đâu. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ ra mình ướp nha mấy bạn. Thôi, cái đùi bự dữ vậy cha. Bây giờ mình sẽ ướp nha mấy bạn. Mình sẽ cho một muỗng hạt nêm vào nha mấy bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng bột ngọt. Rồi sắp hết bột ngọt rồi nè. Đó. Và bây giờ mình sẽ cho nước ướp thịt nướng vào nha mấy bạn. Rồi, được rồi. Và sau đó sẽ cho dầu điều. Thêm một chút xíu tiêu cho nó thơm nha mấy bạn. Và một chút xíu nước mắm. Cái gì cũng một xíu thôi nha. Nhiều quá ăn không ngon đâu. Ok. Bây giờ mình sẽ trộn lên nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, dùng đũa lâu quá mình sẽ lắc nha mấy bạn. Nghiệp. Mấy bạn ơi, trong thời gian đợi nó ngấm gia vị thì mình sẽ đi đốt than nha. Mấy bạn ơi, có than rồi, bây giờ mình sẽ nướng đùi gà nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ để những cái đùi gà với những cái cánh gà để mình nướng nha. Wow, xèo xèo lên liền. Ở đùi bự ghê ha. Quá trời quá đó, cái đùi này ăn một cái là no luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn, hồi nãy mình có khứa ra nè, cho đặng cho nó mau thấm vô mấy bạn. Nó thấm đều vô hơn nữa, ăn ngon nữa lắm. Ôi, cái cánh này sao quá chút chéo vậy ta. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ ngồi đây mình canh nha. Đặng tại nãy hồi nãy mình đốt than hơi nhiều quá nên sợ nó chín quá. Mình sẽ canh mình cỡ cho nó đều. Trời ơi, muốn khét rồi. Ôi, ôi, lên vàng đẹp ghê mấy bạn. Nhìn nè. Trời ơi, mới đây nó vàng hết rồi nè. Không lẹ tay là toan liền. Mấy bạn ơi, lửa than áp quá trời luôn nè. Mới đây mà nó đã vàng rồi nè mấy bạn. Nhìn nè, cũng chín luôn, có cái chín luôn rồi nè. Mấy bạn ơi, bây giờ than cháy quá trời rồi. Mình sẽ kê nó lên một cao một chút xíu nữa nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, bây giờ đã an toàn rồi, mình sẽ cào than vô nha mấy bạn. Quá trời than các bạn ơi. Nó thơm quá mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ quét vô thêm cho nó đậm đà nha. Mấy bạn ơi, nãy giờ mình rất là hèm luôn mấy bạn, nhìn cái màu đó nè. Nãy giờ mình để trên cao mà nó vẫn là chín là vàng rất là đều luôn mấy bạn. Đó, đẹp chưa? Giờ quét cho thơm nè. Nhìn mà chảy cả nước miếng luôn á.
mà có gì đến nó không đúng mấy bạn ơi. Hồi nãy cái đùi của mình chà bá lửa luôn, giờ teo lại còn có nửa cái không à, kỳ quá à. Thấy sai sai rồi đó nha. Mấy bạn ơi, bây giờ nó đã chín hết rồi nè, mình sẽ đợi cho nó khô cái nữa rồi mình sẽ lấy xuống nha mấy bạn. Vàng đẹp kìa chưa, bả cháy một chét. Mấy bạn ơi, đùi gà này mình nướng là mình phải nướng lâu thiệt lâu nha, mà nướng phải cho lửa đều đều ra, đừng có áp quá. Với lại tại vì nếu mà áp quá thì nó sẽ chín ở bên ngoài và nó khét bên ngoài, bên trong nó còn thịt chưa chín, với lại bên trong nó còn cái chỉ máu nữa mấy bạn. Mình phải nướng lửa vừa vừa, có than vừa vừa chứ không phải lửa, than vừa vừa thôi, với lại là không cao quá cũng không thấp quá, hai cục gạch là ok. Hồi nãy mình để một cục gạch chém nữa mình chạy không kịp với mấy cái lửa này luôn rồi mấy bạn, áp quá trời lên luôn. Mấy bạn ơi, bây giờ nó thơm mình chịu không nổi luôn, chắc nó muốn chín rồi đó mấy bạn. Nó chín rồi đó chứ gì mà nó chưa chín. Chín chưa? Chín rồi, gấp ra đi. Thà ăn khét chứ đừng ăn sống nha. Mày ăn chút có hành cục than luôn, khét cũng không ăn được nữa đó. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Cho xin cái mâm ơi. Mới xin cái mâm mà ta cho rau luôn rồi nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ gấp ra nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn nè. Trời ơi, ngon dữ vậy ta. Nè nè, chín hết trơn. Trời ơi, hết sảy con bà bảy luôn. Nè nè nè. Quá trời quả đất tiên, hay quá tiên ơi. Quá giỏi tiên ơi. Nè nè nè, con sôi sôi bọt luôn nè chưa ba. Con sôi luôn nè. Ừ, chín tới trong rồi. Mà hơi xui đi. Bà chỉ biết chung trái cái da mà không sao đâu, ngon á vậy mới ngon à. Ừ, hên xui đi, để đi, còn than kìa, bình tĩnh, cứ từ từ mấy bạn ơi, cái đó còn hơi trắng quá ha. Để cho nó đen xíu nữa. Mấy cái này nó ngon rồi đó nè, coi nè, nó ôi vàng ơi. Vậy thôi chứ nó ngon rồi, chín dữ lắm rồi. Dạ thôi, rồi sao thơm dữ vậy, thử nha mấy bạn, mấy bạn thử nha. Trời ơi ba chay thơm nè, nó tét thịt ra hết trơn, lại chín dữ lắm rồi. Mấy bạn ơi, trời nắng mà muốn ăn đồ nướng cũng hơi cực mấy bạn. Nãy giờ ướt luôn cái áo rồi, tót cả mồ hôi hộp luôn, ướt như tắm luôn nè. Mấy bạn thấy thương mình thì hãy nhấn like cho mình từ giây phút này nha. Chị Ba làm giùm em chấm muối tiêu. Có liền. Hello, chào các bạn, con cháu cô mà ngoài vườn, Tiên mới hú cô vô đây. Tiên nó nướng là hôm nay nó làm cánh gà nướng với đùi gà nướng rồi nè, xong nè, cô mời các bạn, các con, các cháu thưởng thức chung với gia đình cô luôn nha. Mời các bạn nha, bữa nay Tiên cũng làm cái này luôn nè mấy bạn, Tiên mình mới vô mà mình có lộc ăn luôn á. Ok mấy bạn ơi, mình đã làm xong rồi nè. Trước khi ăn mình sẽ rót nước ra và mình cụng ly cái chả ngã nhà mình nha mấy bạn. Rồi đi khám y tế đi. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ rót nước ra rồi mình cụng ly với nhau và mình sẽ cùng ăn nha mấy bạn. Wow. Wow. Uầy, xỉm tràn. Wow. 1, 2, 3, vô 2, 3, uống. Này nước ngọt cho bàn thờ con mới lấy xuống nè mẹ. Ừ, từ Tết với vậy con. Dạ. Hôm nay mời các bạn con cháu uống nước ngọt với con nè. Mời mấy bạn nha, vô. Vô. Ui, thơm nhàn quá. Mẹ, cho mẹ một cái đùi. Đùi này chín. Tôi ăn gì tôi làm. Con cho mẹ. Thôi, gãi tôi ra.
Thì thôi cho chị Như đi lấy rồi, để vô kỳ quá. Đây, lấy thôi. Thôi tự ăn luôn. Lấy ai ăn, tự ăn lấy đi. Còn ghé còn lấy cái chén con qua luôn. Trời ơi. Nè mấy bạn. Chấm vô, chấm vô mình đưa mà không ai lấy hết mấy bạn ơi. Chấm vô này, mời mấy bạn nha. Rồi nó cái trứng mà mấy bạn, không còn miếng máu luôn. Chấm gì nha. Này chấm nước ngọt anh nè. Mời các cậu bạn con cháu thưởng thức cánh gà nướng với cô nha. Cái này khỏi chấm là ăn vừa luôn á, nãy em có ướp bè. Mình ăn cái cánh nha mấy bạn, trời nhìn hấp dẫn quá luôn á. Bây giờ mình sẽ chấm với ớt nha. Xé ra coi còn máu không không kìa. Gì wow. Xé ra cho dễ cắn bùi. Hết nè, rồi, nướng bạn nha, đúng rồi. Nướng tính từ bên trong luôn nè mấy bạn. Ai chứ thằng nãy kỹ á. Ngon. Không có má, không có ấy luôn á. Ngon. Ăn còn xong rồi bả mới ngon. Nó thà khét chứ nó không có sống rồi. Sao mẹ biết hay vậy? Trời mẹ mày không biết. Trời mẹ mày không biết hả? Trời cưng hả? Trời cưng. Trời ơi muốn xỉu. Có yêu dấu không? Trai quý. Thấy thèm chưa nè mấy bạn nhìn đi. Ngon ghê không? Cắn một cái nè. Ở trong nè, thịt trắng tươi luôn á. Vô nè mọi người. 1, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Trời ơi, nó xôm ăn nó ngon. Vô, vô, mời mấy bạn, mời cả nhà. Còn cù lẳng không mà vô rồi. Nè, còn miếng thịt nè. Mua ớt này vừa ăn, ngon. Ngon rồi á. Cái này ăn mà khỏi chấm luôn á, vừa ăn luôn á. Đậm đà. Đúng rồi. Dưa leo gì nha. Ừ, ăn có dưa leo vô nó tốt vị ngọt ngọt. Cái này mới ngon nè. Ừ. Mà cái nào cũng ngon. Hả? Cái nào cũng ngon. Than quá trời muốn tính hả? Than quá mình phải dời sức lên cao luôn á. Chứ thôi vậy hả? Có hành bóng đêm á rồi. Mà ở trong nó chưa chín luôn á. Á, nó khét. Hồi nãy mới đầu ở ngoài chín rồi mà ở trong chưa chín á. Phải dời than lên cao cho nó có thời gian. Ngon không? Biết đâu gặm còn khúc chuông không? Cái cánh gà nướng này nè mấy bạn, Tiên ướp rất là thấm luôn á nha. Công nhận ngon thiệt luôn á. Vừa ăn khỏi chấm. Nè Như, mày thấy tao ăn còn xương không luôn á, thấy không Như? Nè. Ừ, ăn tập đừng ăn xương nha. Đừng ăn xương, ăn đi đừng ăn xương nha. Mẹ ơi, mẹ ơi sao con làm ngon quá vậy mẹ? Miếng dưa leo vô nha mấy bạn. Dưa leo ăn với cái này nè. Ngọt từ thịt, ngon từ xương. Ăn một cái là no muốn té thở. Hồi sáng này nè mấy bạn, mình mua tới 90.000 thịt gà luôn á, là ăn là cánh với rồi không á. Nhưng mà có mấy cái bể thịt bự bự mà mình không mua, mình mua mấy cái thứ nhỏ nhỏ là nướng cho dễ chín mấy bạn. Mấy cái bự bự nướng lâu dữ lắm. Ê Tiên, cánh gà với đùi gà này nè, mình có thể chiên cà phê cũng ngon nữa ha. Ừ, nhưng mà thích nướng vậy hơn, ăn nó thấm nó vị hơn. Ừ, chiên cũng em ngon. Em đâu có ăn tương ớt được đâu, cà phê, đúng không? Thì ăn tương đen. Muối tiêu đó. Mày cà phê chấm muối tiêu lại lạ nha. Tương cà, tương mayonnaise. Đúng vậy. Trời ơi, đủ thứ rồi. Thôi thôi, vô nè, vô nè. Vô. Vô nè, đừng bàn. Đừng có bàn ớt ớt nữa. 1, 2, 3, vô. 2, 3, uống. Mời các bạn nha. Vô. Mời bạn nha. Gì? Hết tất nhiên, lấy nước ngọt cho bạn hỏi đúng không? Gia viên rồi. Gia viên hết cúng rồi. Mới dọn bàn trái cây xong. Quốc thêm cái cảnh nữa mấy bạn ơi. Nè, mình xé ra cho mấy bạn coi luôn ạ. Đó, ghê chưa? Đâu còn gì đâu, đâu còn máu đâu. Ừ. Ăn gà nướng này ha. Nó không có bị đắng. Uống nước ngọt vô trời nó đã gì đâu luôn ha. Đúng rồi, chuẩn combo luôn á. Đúng rồi. Gà với lại Pepsi. Thì vô đó luôn á. Ừ. Với ba lại mấy em bé thích ăn mấy cái này lắm nè. Rồi em là em bé. Má nè. Bé ăn đùi xong tới cánh á. Tháng Giêng rồi, tháng Giêng gà, tháng Giêng rồi hả chị bà? Em biết Tuyên. Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Em biết Tuyên. Biết Tuyên của cô Tư. Trời ơi, xỉu. Thật trong trắng tươi trời. Mà ngon thiệt chứ bộ ha. Nói trời no luôn. Ướp vừa ăn ghê luôn á. Không có ướp đường. Mà ướp nước ướp đúng không? Nó khác sao? Dạ. Ướp đường còn khác dữ nữa.
ứ nước ớt nó thơm thơm ha. Ừ. Có hơi mà thơm thơm vị thịt nướng. Ừ đó. Ngon ha. Mai mốt mình mua cái bếp than nhỏ á. Cái mình vừa ăn mà mình vừa uống, cái mình vừa nướng, mình vừa nói chuyện luôn. Ha. Ừ. Mua bếp than nhỏ để anh bàn đây mình nướng được mà. Gà mình mạnh dữ. Mạnh cái nào cũng có không qua mạnh, qua vô được ải cô vô Tư. Vô lu hay con? Vô lu hả? Gà nướng lu hả cô Tư? Gà nướng ngũ vị. Nó mau chín vậy hả? Nó hầm á. Vậy mốt ta lấy hai cái lu xuống ta nướng hai con. Hai một con hai lu. Ủa một lu hai con. Chặt. Chặt hai lu đi, lu một con cho thoải mái. Mình làm cuộc thi. Con ai nướng ngon hơn hả? Ai nướng nhanh hơn, ngon hơn. Ừ. Mà hai con gà là phải bằng số ký nhau nha. Phải bắt gà tơ nướng mới ngon. Thì cho hai con gà đó, ai muốn nướng kiểu gì nướng, rồi cho mẹ chấm điểm xem là ai làm ngon hơn, mùi vị hấp dẫn hơn. Ừ, vậy bữa nào mình làm đi. Chắc nghỉ tiền thắng quá à. Ừ. Tại con em bé cưng của mẹ mà. Hôm nay cô nói, bây giờ cô thấy cái con gà của con Tiên em bé ngon hơn nha các bạn. Thì hơi háo xíu mà ngon hơn. Ừ, nó làm lúc nào cũng chín hết các bạn, chín tới khét luôn nha các bạn. Dạ. Thôi chắc không lại Tiên quá. Sao làm vậy em? Cô chở mình chia. Dạ. Cô chở mình chia. Tiên chơi năm nhân kế. Chín. Mấy cánh chín? 91. Em bé. Em bé dạ. Em bé Tiên. Dạ. 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 Mà mấy bạn. Trời ơi, cục thịt gì mà không còn ướt máu luôn á, không còn một tí nào màu đỏ. Phải vậy, nướng này là lâu nhất, sợ rồi. Sợ ấy. Cho nên muốn chắc ăn thì hấp trước mà nướng thì nó không ngon. Mà để nướng tươi vậy thì phải chịu nướng lâu một chút thôi à. Ngon quá hả? Ăn ngon quá chung hả? Mày ghẹo nuốt cái xương gà bây giờ. Nuốt cái đuôi rồi đó. Chặt luôn rồi. Chặt luôn mấy bạn ơi, mẹ mình mắc cười quá. Rồi vô một cái rồi. Vô mấy bạn ơi, vô chị Như vô nè. Vô. Ngon quá, sắp hết rồi. Hết mâm luôn. Bốn người mà ăn 10 cái. Mà anh ta ăn cái đùi nãy giờ chưa xong luôn á. Trời em ăn nãy là mà 10 cái mà có 90 ngàn à. Ừ. Vậy tính ra chưa tới 10 ngàn cái. 9 ngàn cái. Nhưng mà mới đầu chưa ướp á thì chưa có nướng á thì nó bự quá ha. Mà nướng cái nó còn vậy nè. Rồi mình cân ký rồi nãy biết vậy nướng thì mình cân rồi đủ 1 ký rồi. Teo. Teo lại mà. Đúng ra rồi. Nước nữa. Nó phải săn lại ha. Ừ. Mà độ nướng là nó vậy đó. Ừ. Nhưng mà ướp đầu á thì nước ướp thì nó ngon. Nhai dưa leo nghe đã nè. Giòn. Khô. Rồi nồi. Hết thú rồi. Không ăn đóng xương nghe quẹt quẹt khăn giấy kìa. Dạ. Nè nè. Ngài gì nha. Cảm ơn nhiều. Nè mấy bạn. Ok. Bạn lá chuối không biết. Hay hả? Lâu quá mình không ăn đùi gà cánh gà nướng á mấy bạn. Bữa nay Tiên làm á, kêu mình có lục ăn. Mình ăn thấy thèm luôn á. Quá đã mấy bạn ơi. Này, em bé Tiên của cô các bạn. Em bé Tiên nghi quy của cô nãy nướng đùi gà cánh gà này ăn rất ngon luôn. Lâu lâu làm cái món này ăn hấp dẫn ngon quá các bạn ơi. Em bé Tiên của cô ăn mấy đùi giờ xỉu rồi. Quá trời no luôn mấy bạn ơi. Đúng là gà công nghiệp có khác nha mấy bạn. Đùi to mà thịt lại to nữa mấy bạn ơi. Gia đình mình đã ăn no say cái bụng mình. Bây giờ là phải cỡ cái thùng phi đó, chứ cái thao là không có nổi cái bụng mình đâu. Cái thùng bự vậy nè. Nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mấy bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mấy mẹ con cô nha các bạn. Nhớ ủng hộ em bé Tiên Ti Quy cô nha, đặng cho nó có nhiều động lực để nó làm nhiều video thú vị nhất cho các bạn xem nha. Bye bye. Và mấy bạn nhớ đăng ký kênh dùng Tiên Ai Quy nha mấy bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi. Chữa gì á? Nghe chữa cũng răng. Hả?
cái hộp dưa leo. Hộp dưa leo rồi, ôi hộp dưa leo có đâu. Bye bye mấy bạn. Bye bye. Bye bye.